Israel có thể nhắm vào mục tiêu quân sự, kinh tế và cơ sở hạt nhân Iran để trả đũa vụ tập kích tên lửa. Nhưng các phương án đều tiềm ẩn nguy cơ tính toán sai lầm. Israel có một số lựa chọn nếu các lãnh đạo của họ muốn tiến hành đòn trả đũa nhằm vào Iran sau cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn do Tehran phát động hôm ngày 1 tháng 10. Trong khi nhiều nước thúc giục hai bên kiềm chế, một cuộc tấn công đáp trả từ Israel dường như là điều khó tránh khỏi. Khi các quan chức chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu liên tục tuyên bố sẽ khiến Tehran phải trả giá. Những lựa chọn mà Israel xem xét có thể bao gồm tấn công vào mục tiêu quân sự, kinh tế hoặc thậm chí là cơ sở hạt nhân Iran. Theo Fabian Hinz, chuyên gia về Trung Đông tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IIS, tấn công mục tiêu quân sự. Phản ứng trực tiếp nhất là Israel sẽ tìm cách tấn công các căn cứ tên lửa và máy bay không người lái UAV của Iran nằm dưới lòng đất hoặc được xây dựng kiên cố trong núi đá, Hinz cho hay. Iran có hệ thống phòng không tương đối yếu và khả năng sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi ngăn chặn tên lửa hay hoạt động ném bom của không quân Israel. Tuy nhiên, các căn cứ này thường được thiết kế đặc biệt để chống lại sức công phá của những loại tên lửa bom thông thường và việc tấn công chúng khó có khả năng ngăn chặn các đòn đáp trả từ Iran trong tương lai. Lựa chọn thay thế có thể là tấn công các căn cứ phòng không Iran, như những gì Israel đã làm trong cuộc đối đầu hồi tháng 4. Khi đó, Iran đã phóng khoảng 300 tên lửa hành trình vào Israel, và Tel Aviv đã đáp trả bằng cách phóng máy bay không người lái UAV vào vị trí gần thành phố Isfahan. Đòn trả đũa lần này có thể có quy mô lớn hơn, bao trùm các mục tiêu ở Tehran, thành phố Isfahan, và các cảng trên vịnh Ba Tư. Hoặc Israel có thể tung ra đòn đáp trả phức tạp hơn, gây áp lực lên các cơ sở sản xuất công nghiệp quân sự Iran, giống như vụ tấn công bằng UAV vào nhà máy vũ khí ở Isfahan hồi tháng 1 năm ngoái. Tuy nhiên, tất cả các cuộc tấn công như vậy đều tiềm ẩn nguy cơ tính toán sai lầm và gây ra thương vong không thể lường trước, giới chuyên gia cảnh báo. Tập kích hạ tầng dầu khí. Nếu Tel Aviv quyết định đáp trả Tehran, một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu khí dường như là phương án dễ xảy ra nhất. Với việc Tổng thống Biden hôm ngày 3 tháng 10 tiết lộ rằng, vấn đề này đang được hai bên thảo luận. Mục tiêu nổi bật nhất là kho dầu Kha, nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran. Phần lớn trong số này được chuyển đến Trung Quốc. Cơ sở quan trọng khác là nhà máy lọc dầu Abadan gần biên giới với Iraq, nơi xử lý phần đáng kể nhu cầu dầu trong nước của Iran. Ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran rất dễ bị tổn thương. Hinz nói thêm rằng, việc tấn công các mục tiêu kinh tế sẽ tạo ra tác động lâu dài hơn. Nền kinh tế Iran đang gặp khó khăn và họ lâu nay vẫn muốn được nới lỏng lệnh trừng phạt. Ông cho hay lưu ý rằng cuộc tập kích của Israel nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen hồi cuối tháng trước cũng tập trung vào các cơ sở lưu trữ, sản xuất nhiên liệu, điện, cảng biển tại thành phố Raisa và Hodeidah. Nhưng câu trả lời đặt ra là tấn công vào trụ cột kinh tế có được nhìn nhận như một phản ứng tương xứng trước đòn tập kích tên lửa của Iran hay không? Iran cho biết họ đã chọn các mục tiêu quân sự khi lên kế hoạch tập kích và tên lửa của họ thực tế cũng đang nhắm vào các căn cứ không quân Israel, gây ra thiệt hại nhẹ cho sân bay quân sự tại Nevatim và trụ sở cơ quan tình báo Mossad. Nhưng một trường học ở phía đông thành phố Ashkelon cũng đã bị trúng tên lửa. Mặt khác, theo giới phân tích, phương án tập kích các cơ sở dầu khí và gây thiệt hại nặng cho nền kinh tế Iran nhiều khả năng sẽ dẫn đến hành động trả đũa của Tehran hơn so với việc Israel chỉ thực hiện cuộc tấn công vào mục tiêu quân sự. Thiếu tướng Mohammad Bahari, tham mưu trưởng quân đội Iran, tuyên bố nếu bị tấn công, Tehran sẽ đáp trả bằng loạt tên lửa lớn hơn với quy mô mở rộng hơn. Đòn tập kích hôm ngày 1 tháng 10 sẽ được lặp lại với cường độ mạnh mẽ hơn và tất cả cơ sở hạ tầng Israel sẽ bị nhắm mục tiêu, ông cảnh báo. Ám sát. Israel cũng có thể thực hiện một chiến thuật đáp trả khác là tăng cường thực hiện các kế hoạch ám sát mục tiêu tại Iran. Họ được cho là đã chứng minh được khả năng này sau cuộc ám sát lãnh đạo chính trị Hamad Ismail Haniyeh tại Tehran hồi cuối tháng 7. Một số nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran cũng được cho là đã bị Israel hạ sát, trong đó có chuẩn tướng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, Mohsen Karizadeh, nhà khoa học bị sát hại vào tháng 11 năm 2020 bằng súng máy điều khiển từ xa.
Tuy nhiên, Israel đến nay dường như chưa cân nhắc đến những phản ứng kiểu bí mật như vậy để đáp trả đòn tấn công tên lửa công khai từ Iran. Không kích cơ sở hạt nhân. Phương án trả đũa gây lo ngại nhất của Israel là phóng tên lửa, ném bom vào các cơ sở hạt nhân trên khắp lãnh thổ Iran. Tuy nhiên, đây cũng là kịch bản khó xảy ra nhất, bởi Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ không ủng hộ phương án này. Các chuyên gia quân sự tin rằng Israel không thể thực hiện một cuộc tấn công phá hoại nhằm vào các mạng lưới cơ sở hạt nhân của Iran nếu không có sự hỗ trợ quân sự trực tiếp từ Mỹ. Natanz và Fordo, những địa điểm chính mà Iran đang làm giàu uranium lên đến độ tinh khiết 60%, đều được xây ngầm, kiên cố dưới hàng chục mét đá và bê tông. Một nghiên cứu do hai tác giả là Radia Dositkova và Matho Saville thực hiện, được đăng hồi tháng 4 trên tạp chí Các nhà khoa học nguyên tử, đánh giá vũ khí thông thường duy nhất có thể phá hoại những cơ sở ngầm này là bom xuyên GBU-57AB của Mỹ. Bom xuyên GBU-57AB có trọng lượng hơn 12 tấn và dài 6 mét, nên chỉ có thể được mang bởi các máy bay ném bom lớn như B-2 Spirit của Mỹ. Israel không có khí tài có đủ năng lực để thực hiện đòn tấn công tương tự nếu không có sự đồng ý từ Nhà Trắng. Israel có thể nhắm đến các địa điểm nhỏ hơn, như những cơ sở sản xuất máy ly tâm được sử dụng trong quá trình làm dầu hay các địa điểm tương tự khác, nhằm làm chậm chương trình hạt nhân Iran. Tuy nhiên, vẫn có nguy cơ rằng một cuộc tấn công vào chương trình hạt nhân sẽ thúc đẩy Tehran đẩy nhanh nỗ lực sở hữu bom nguyên tử. Tehran có thể coi việc vũ khí hóa chương trình hạt nhân của mình là lựa chọn duy nhất còn lại giúp đảm bảo an ninh cho chính mình. Dositkova và Saville kết luận trong nghiên cứu. Chiến lược phòng bị của Israel, Iran trước nguy cơ chiến tranh. Iran đến nay vẫn giải thích rằng cuộc tấn công với gần 200 tên lửa được phóng đi là nhằm đáp trả Israel sau các vụ hạ sát lãnh đạo Hezbollah cũng như vì chiến dịch trên bộ mà nước này đang tiến hành ở Lebanon. Tehran tuyên bố đây là quyền tự vệ mà họ được phép tiến hành theo hiến chương Liên Hợp Quốc sau các hành động hung hăng của Israel. Những tuyên bố từ cả Iran và Israel đều cho thấy ngòi nổ xung đột giữa hai nước sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Trong nỗ lực cải thiện quan hệ với phương Tây để giảm bớt sức ép kinh tế về các lệnh trừng phạt, Iran đã giữ thái độ kiềm chế sau vụ ám sát lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran hồi tháng 7 và khi Israel tăng cường áp lực lên Hezbollah những tuần gần đây, mà đỉnh điểm là vụ hạ sát thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Nhưng khi không có bất kỳ giải pháp ngoại giao cụ thể nào khả thi, Iran buộc phải thay đổi chiến lược khu vực của mình. Thay vì dựa vào các lực lượng đối tác trong trục kháng chiến mà họ xây dựng ở Trung Đông nhằm chống lại Tel Aviv, Tehran quyết định lấy công làm thủ, tung đòn tập kích trực diện vào lãnh thổ Israel. Ngay cả khi phải đối mặt với nguy cơ bị Israel đáp trả dữ dội dẫn tới quyền lực trong nước bị suy yếu, giới lãnh đạo Iran dường như vẫn lo ngại rằng cái giá phải trả cho việc không hành động còn cao hơn, khi nỗi bất an sẽ lan rộng khắp các lực lượng đồng minh trong trục kháng chiến của họ. Giờ đây, sau khi tung đòn tấn công tên lửa đạn đạo quy mô lớn vào Israel, Iran cũng có thể dựa vào những đồng minh khu vực để tạo thêm thách thức cho đối phương, qua đó làm giảm khả năng trả đũa của Tel Aviv, giới phân tích đánh giá. Việc tăng cường tác động tiềm tàng từ các lực lượng đồng minh là một phần không thể thiếu trong chính sách an ninh hai trụ cột của Iran, gồm năng lực hạt nhân và mạng lưới vành đai lửa, gồm Hezbollah ở Lebanon, Hamas ở Jihad Hồi giáo ở Gaza, các nhóm vũ trang ở Syria và Iraq và Houthi ở Yemen. Lực lượng Houthi ở Yemen, dân quân Hồi giáo dòng Shiite ở Iraq, đến nay chưa thể gây sức ép đủ lớn lên Israel bằng các cuộc tấn công tên lửa, rocket của mình. Song họ vẫn còn những đòn bẩy khác chưa được sử dụng. Dân quân Iraq vẫn có thể gây thiệt hại cho các căn cứ quân sự Mỹ, đồng minh thân cận nhất với Israel, ngay bên trong Iraq. Mặt khác, Iran có thể giành được ủng hộ từ các đối thủ của Mỹ như Trung Quốc hay Nga, khi khiến tình trạng hỗn loạn trong khu vực trở nên trầm trọng hơn, từ đó gia tăng áp lực lên Washington. Mặc dù diễn biến khu vực thời gian qua có vẻ tồi tệ đối với các đồng minh của Iran, đặc biệt là Hezbollah, nhiều nhà phê bình dự đoán tình hình có thể thay đổi nếu Israel tiếp tục thúc đẩy chiến dịch trên bộ hạn chế và xa lầy ở Lebanon. Khả năng đó là món quà của Hezbollah, lực lượng rất thông thạo chiến tranh du kích có thể khiến quân đội Israel gặp khó khăn và trả cái giá rất đắt so với việc chỉ thực hiện các cuộc không kích. Ngoài lực lượng Hezbollah ở Lebanon, Iran còn dựa vào một chiến lược phòng bị khác để răn đe Israel,
là kho tên lửa phong phú và uy lực của mình. Theo báo cáo năm 2021 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, Tehran sở hữu hàng nghìn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình với nhiều tầm bắn khác nhau. Không rõ số lượng chính xác cho từng loại tên lửa, nhưng tướng không quân Mỹ Kenneth McKenzie hồi năm ngoái nói trước Quốc hội rằng Iran có hơn 3.000 tên lửa đạn đạo. Các chuyên gia vũ khí đã phân tích những video trên mạng xã hội về hiện trường cuộc tấn công và suy đoán Iran sử dụng các biến thể của tên lửa đạn đạo Shahaba khi tập kích Israel. Đây đều là những tên lửa đạn đạo tầm trung uy lực của Iran, có tầm bắn gần 2.000 km. Truyền thông Iran đưa tin rằng Tehran còn sử dụng một tên lửa mới, Fatah-1, trong cuộc tấn công. Tehran mô tả Fatah-1 là loại tên lửa siêu vượt âm, nhanh gấp 14 lần âm thanh và có khả năng xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng Fatah chỉ là tên lửa đạn đạo thông thường, không thuộc nhóm vũ khí siêu vượt âm. Vì thiếu khả năng cơ động liên tục ở tốc độ cao trong bầu khí quyển để vượt qua lưới phòng không đối phương. Trong trường hợp một cuộc đối đầu quy mô lớn nổ ra, kho tên lửa tấn công khổng lồ cũng chính là quân bài phòng thủ quan trọng của Iran, có thể khiến Israel kiềm chế phần nào đòn đáp trả nếu họ lo ngại về những hệ lụy sau đó. Về phần Israel, Simon Wagen Fields, chuyên gia về Trung Đông tại Đại học ở Hebrew ở Jerusalem, cho biết nhiều người ở nước này coi tình hình hiện tại là cơ hội nghìn năm để thay đổi cán cân quyền lực ở Trung Đông và làm suy yếu Iran một cách triệt để. Trang Axios của Mỹ đưa tin một cuộc trả đũa lớn sẽ được Israel triển khai trong vài ngày tới. Theo thông tin từ họ, các quan chức Israel đã nói rằng quân đội sẽ tập trung nhắm vào các cơ sở sản xuất dầu mỏ cùng những địa điểm chiến lược khác tại Iran, trong đó có cơ sở hạt nhân. Fools cảnh báo nếu Israel nhắm vào các mục tiêu chiến lược này của Iran, vốn được Tehran coi là lằn ranh đỏ, tình hình ở toàn bộ Trung Đông sẽ trở nên thực sự khó lường. Trong trường hợp phải phòng thủ, chiến lược của Israel hiện vẫn dựa vào hệ thống phòng không nhiều lớp và hỗ trợ từ đồng minh phương Tây. Tel Aviv hiện vận hành loạt hệ thống giúp ngăn chặn nhiều mối đe dọa đường không, từ tên lửa đạn đạo cho đến tên lửa hành trình bay thấp. Theo Tổ chức Phòng thủ Tên lửa IMDO của Israel, hệ thống vòm sắt chỉ là lớp phòng thủ cơ bản nhất của nước này và không phải là hệ thống được sử dụng để chống lại tên lửa đạn đạo Iran hôm ngày 1 tháng 10. Lớp tiếp theo trong hệ thống phòng thủ tên lửa là lá chắn Davis Link, có khả năng chống lại các mối đe dọa tầm ngắn và tầm trung, tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách tới 300 km. Phía trên Davis Link là hệ thống Arrow-2 và Arrow-3 do Israel phát triển chung với Mỹ. Theo CSIS, Arrow-2 sử dụng đầu đạn phương mảnh để phá hủy tên lửa đạn đạo đang bay tới ở giai đoạn cuối, ở tầng khí quyển trên khi chúng lao về phía mục tiêu. Trong khi đó, Arrow-3 dùng để đánh chặn tên lửa đạn đạo từ không gian, trước khi chúng quay trở lại bầu khí quyển trên đường tới mục tiêu. Thông tin tình báo từ Mỹ và phương Tây cũng đóng vai trò đặc biệt trong mạng lưới phòng thủ của Israel. Dan Sabas, nhà phân tích từ báo Guardian, nhận định. Mặc dù Iran cho biết đã chuyển lời cảnh báo về cuộc tấn công thông qua Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran, Ngoại trưởng Iran Arachi nói rằng họ chỉ làm như vậy sau khi các tên lửa đã được phóng đi 12 phút. Thực tế, Mỹ đã cảnh báo về một cuộc tấn công sắp xảy ra trước đó khoảng 2 tiếng rưỡi, mang đến quãng thời gian quý báu để Israel chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Điều này cho thấy Mỹ sở hữu hệ thống tình báo, giám sát vượt trội trong khu vực, có thể giúp tăng cường chiến lược phòng thủ và đánh chặn cho đồng minh Israel. Trung Đông trên bờ vực chiến tranh toàn diện. Cảnh tượng gần 200 tên lửa lao xuống thành phố Tel Aviv của Israel tối ngày 1 tháng 10 là dấu hiệu rõ ràng nhất về kịch bản mà nhiều người lo ngại. Một cuộc chiến tranh khu vực thảm khốc đã ở ngưỡng bùng phát tại Trung Đông. Đây là cuộc tập kích thứ hai của Iran vào lãnh thổ Israel trong vòng chưa đầy 6 tháng. Hồi tháng 4, Iran sử dụng máy bay không người lái và tên lửa hành trình với thời gian phóng lâu hơn, tấn công căn cứ quân sự Israel trên sa mạc Negev thưa vắng. Israel sau đó đã giơ cao đánh khẽ với cuộc tấn công đáp trả mang tính biểu tượng, giúp hai bên lùi bước khỏi bờ vực chiến tranh. Nhưng lần này, Iran đã phóng loạt tên lửa đạn đạo, loại vũ khí nhanh hơn, uy lực hơn, khó đánh chặn hơn, chỉ mất khoảng 12 phút để lao tới lãnh thổ Israel kể từ lúc phóng. Các mục tiêu của đợt không kích dường như bao gồm những khu vực đô thị đông đúc. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong bài đăng trên mạng xã hội X sau vụ tấn công nói rằng Tehran không hiếu chiến nhưng sẽ quyết chống lại mọi mối đe dọa.
Đây chỉ là một phần sức mạnh của chúng tôi. Đừng gây chiến vì Iran, ông nói. Giới quan sát cảnh báo sau cuộc tập kích trực diện lần thứ hai của Iran, Israel sẽ đáp trả toàn diện và danh sách mục tiêu có thể gồm các cơ sở hạt nhân của Iran, vốn được Tehran coi là lằn ranh đỏ. Trên truyền thông địa phương, quan chức Israel mô tả cuộc tập kích tên lửa là lời tuyên chiến của Iran. Trong khi đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đêm ngày 1 tháng 10 cảnh báo Iran phạm sai lầm nghiêm trọng và sẽ trả giá vì đã phóng tên lửa vào Israel. Các nguồn tin giấu tên cho hay trong cuộc họp khẩn cùng các quan chức an ninh hàng đầu hôm ngày 2 tháng 10, Thủ tướng Netanyahu đã xem xét phương án đáp trả Iran bằng cách tấn công các cơ sở hạt nhân nước này. Các vụ ám sát và tấn công các hệ thống phòng không Iran cũng được xem xét, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra. Dù đợt tập kích tên lửa mới của Iran gây tổn thất nhỏ, phản ứng của các lãnh đạo Israel đang làm dấy lên nỗi lo ngại về cuộc xung đột khu vực lan rộng. Theo các nhà phân tích, nếu Israel vượt lằn ranh đỏ bằng cách tập kích các cơ sở hạt nhân, Iran chắc chắn sẽ phải có hành động trả đũa quyết liệt hơn, khiến vòng xoáy xung đột càng trở nên khó lường. Trung Đông đang trong tình trạng bất ổn hơn rất nhiều so với một năm trước. Căng thẳng khu vực hiện tại không chỉ dừng lại ở cuộc đối đầu giữa Israel và Hamas. Đầu tháng 10 năm 2023, nhóm vũ trang Hamas được Iran hậu thuẫn ở Gaza đã tấn công miền nam Israel, khiến khoảng 1.200 người chết và bắt cóc 250 người, châm ngòi căng thẳng cho khu vực này. Tel Aviv lập tức tiến hành chiến dịch đáp trả Hamas ở Gaza, khiến khu vực đứng bên bờ vực xung đột toàn diện. Hezbollah, nhóm vũ trang ở Lebanon, cũng lập tức tập kích khu vực biên giới phía nam với Israel, tuyên bố thể hiện tình đoàn kết với người Palestine và sẽ dừng lại chỉ khi có lệnh ngừng bắn ở Gaza. Giao tranh biên giới Israel-Lebanon liên tục gia tăng trong năm qua và dường như đã chạm ngưỡng nguy hiểm hơn xung đột giữa Hamas và Israel. Từ vụ hạ sát Fuad Shukr, cánh tay phải của thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah, cho tới loạt vụ nổ thiết bị liên lạc mà Hezbollah đổ lỗi cho Israel, vụ tập kích hạ thủ lĩnh Nasrallah và giờ là đòn không kích của Iran, tất cả đang đẩy khu vực đứng trước bờ vực xung đột khốc liệt. Một cuộc chiến toàn diện hoặc thậm chí ở quy mô hạn chế hơn cũng có thể tàn phá Lebanon, Israel và cả khu vực Trung Đông, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình thế giới. Đối với đất nước bất ổn và khó khăn về kinh tế như Lebanon, chiến tranh toàn diện ở Trung Đông có thể khiến hàng triệu dân thường phải đối mặt với những đe dọa nghiêm trọng về tính mạng, cuộc sống và sinh kế trong khi chính phủ của họ khó có thể giúp đỡ. Ước tính 1 triệu thường dân Lebanon phải đi di dời và nhiều cơ sở hạ tầng sẽ bị phá hủy trên khắp đất nước thời gian qua. Khi căng thẳng Israel-Hezbollah tăng nhiệt, nếu chiến sự nổ ra, quy mô dân thường thương vong, mất nhà cửa, sơ tán sẽ lớn hơn rất nhiều. Xung đột leo thang cũng mang lại những hậu quả tiêu cực cho chính phủ của Thủ tướng Netanyahu. Các nhà phân tích cho rằng nỗ lực đàm phán ngừng bắn và thả con tin giữa Israel và Hamas có thể tiếp tục bế tắc, khiến xung đột kéo dài và Israel có thể đánh mất thêm ủng hộ quốc tế. Iran cũng sẽ hứng chịu nhiều hậu quả nặng nề nếu xung đột lan rộng. Sau khi nhậm chức tổng thống hồi tháng 7, ông Bezekian đã bày tỏ nỗ lực cải thiện quan hệ thương mại và kinh tế với khu vực và quốc tế, nhằm phát triển nền kinh tế Iran vốn gặp nhiều khó khăn vì hàng loạt lệnh trừng phạt. Giới phân tích cho rằng, sẽ không ai giành được chiến thắng nếu chiến tranh toàn diện bùng nổ ở Trung Đông. Đau thương, tàn phá, chết chóc sẽ bao trùm khu vực, trong khi nền kinh tế toàn cầu sẽ hứng chịu thêm nhiều tổn thất mới. Israel được cho là đã phát triển vũ khí hạt nhân, Iran cũng sở hữu lượng lớn nhiên liệu hạt nhân, dù có thể chưa đủ để chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nếu chiến tranh nổ ra và các cơ sở hạt nhân của họ bị tàn phá, Tehran có thể đẩy nhanh quá trình phát triển vũ khí hạt nhân để răn đe và trừng phạt đối phương. Kính thưa quý vị, thời lượng video của chúng tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.